Hồi sơ viết Bất cố hậu thế Đáng cầu hiện lạc Cố dân các dục khoái ý Họ không biết đến tương lai Không có khả năng Dựa qua lục đạo luân hồi Quả báo trong tương lai ở lục đạo thì rất đáng sợ Thiện có thiện quả Ác có ác bao Không nói rằng Chúng ta làm những điều như Sát đạo dâm vọng Có ý niệm này đều có quả bao Đáng sợ biết bao Có những ý niệm này Cộng thêm những hành vi này nữa sẽ phải xuống địa ngục gánh tội có ý nghĩ không hành động hành động mà không ý nghĩ tội báo này còn nhẹ có hành động đã giết người ngộ sát không có ý giết người về mặt pháp luật cũng không bị xử tử hình nhiều nhất chỉ bị xử tù chung thân Nếu cố ý phạm tội giết người Phải xuống địa ngục Sát đạo dâm vọng tượng Ngụ ác Đây là năm đại ác Có người đều thích làm Điều này đoạn sau có nói Tồn tâm sân nhuệ Tham tài hảo sắc Vô hữu hưu chỉ Cố dân ai tương khả thương Đây là cảm thán của Phật Bồ Tát Nhìn thấy quý vị đang tạo ác nghiệp Quý vị không có cách nào tránh khỏi ác báo Ba đường ác từ đâu mà có từ ý niệm và hành vi bất thiện của chúng ta biến hiện ra Không phải con người tạo Điều này thì từ khi tôi mới bắt đầu học Phật Lúc đó tôi 26 tuổi Cư sĩ Chu Kính Vũ đã bảo tôi Ông Chu lúc đó hơn 60 tuổi Ông ấy hơn tôi 39 tuổi Như cha ông Bố vợ của ông là Trương Thái Diêm Tiên Sinh Là người nổi tiếng thời đầu dân quốc nhà đại học dẫn nhắc đến ông không ai chẳng biết trương thái diêm tiên sinh ông y bảo tôi nhạc phụ của ông y đã từng làm phán quan của đông nhạc đại Đế thái sơn đông nhạc đại Đế làm một tháng có thể là phán quan không thể trong coi công việc Ông ấy làm thay Làm thay một tháng Ban ngày phải đi làm Ban đêm lại phải đi làm Rất vất vả Vào ban đêm Hình như đông nhạc đại đi Quản lý sáu tỉnh Là quỷ dương quyền uy Ông đem những chuyện này Có lúc cũng kể với bạn bè Buổi tối nhìn thấy những sự việc Rất kỳ quái đó Có lần ông nghĩ đến Cột đồng ở dưới địa ngục Hình phạt này rất tàn nhẫn Không có chút nhân đạo Nghĩa là sau khi đốt nóng cột đồng rồi Để người phạm tội ôm vào Đây là những người phạm tội dâm dục Ông kiến nghị với đông nhạc đại đế Có thể bỏ hình phạt này hay không? Đông nhạc đại đế liền cử hai tiểu quỷ Dẫn ông đến hiện trường để xem Ngài nói ông cứ đi xem trước đã Quay lại nói chuyện sau Ông ấy đi xem Tiểu quỷ dẫn ông đi Bảo với ông là đã đến nơi rồi Ông không thấy gì Lúc này ông bỗng nhiên đại ngộ Ông là đệ tử của Phật Là Phật tử thuần thành Ông biết được gì? Nghiệp lực tạo ra Không có nghiệp lực này sẽ không nhìn thấy gì cả Ông đã hiểu rồi Vì vậy địa ngục không phải là diêm dương Quỷ dương tạo ra Không phải vậy Không liên quan gì đến họ Không có người thiết kế Không ai tạo ra cũng giống như năm mơ vậy khi quý vị gặp ác mộng tường ác mộng đó có ai tạo ra cho quý vị không có ai xây dựng cho quý vị không không có vì vậy cảnh giới địa ngục có là như vậy do ác nghiệp tạo ra Do đó chúng ta cũng hiểu được thiên đường Thiên đường cũng không có ai thiết kế Cũng là tự nhiên biến hiện ra Thế giới Tây Phương cực lạc cũng giống như vậy